Rồi bây giờ mình nói lại qua bên cái phần học đi, bên trung tâm dạy bếp đi. Thì nói chung là PT là bây giờ ổn rồi đúng không? Em cứ cứ ôn từ 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 từ. Ok, có bạn hỗ trợ, có thầy hỗ trợ, có hệ thống này gọi là máy móc và cái system để bạn học online. Rồi bây giờ mình quay trở lại với cái học bếp nè. Từ cái lúc mà em học online rồi em học lý thuyết trước rồi bắt đầu em đi thực hành rồi này nọ sao? Em thấy mấy cái này, tại ngày xưa anh biết là em không có học bếp, em không có làm bếp, em chỉ làm kế toán thôi đúng không? Dạ, em làm kế toán thì em chỉ có nấu bếp ở nhà thôi, chứ em nấu bánh là chứ mình không có về bếp tay nên Chuyên nghiệp á, bây giờ em học cái đó là giống như em học một môn mới luôn á. Em cảm giác như thế nào đối, tại em cho các bạn khác suy nghĩ đi, nếu các bạn khác mà nấu ăn chuyên nghiệp hay là bạn đã từng nấu ăn qua hay bạn nấu ăn cho con cái rồi, ví dụ mấy cái anh chị mà có con cái nấu ăn cho con cái mỗi ngày á thì khác. Còn đây là em chỉ có nấu cho bản thân em thôi, em nói chung em không có nấu cho ai đó, nói thẳng ra vậy luôn á đúng không? Thì giờ em qua em học bếp vậy thì nó khó khăn với em như nào, thử thách cái gì để có được cái ngày hôm nay? Em sắp tới thi SA rồi, SA là skill assessment, là em thi cái này xong là coi như là em qualify là em có thể là nấu bếp bên Úc được luôn rồi đó đúng không? Em nói cho mình đi, cái khó khăn với thử thách gì đối với em khi mà lúc đầu em học á. Dạ, nói chung là học bếp á, thì em chỉ khó khăn thử thách là giống như là em chỉ bị cái tiếng Anh em ở mức cơ bản thôi. Thành ra là con cũng có nhiều cái mà mình thầy nói nhưng thầy hỏi trên lớp á, mình không có thể trả lời được nhiều. Ví dụ thầy hỏi một hai ý thì mình trả lời được, mà thầy hỏi nhiều hơn á là mình bị không có từ vựng nhiều á, cái mình bị biết mình không trả lời được. À, chứ còn với lại em cũng sợ là thi ở ra, sợ là thầy người Úc về nhiều khi hỏi mình á mình không có trả lời được. Chứ còn các phần còn lại thực hành nấu hay là đi lên học hay là đi thực tập gì, nói chung là em cái đó là đối với em là em thấy thoải mái, em có thể làm được. Chung là ngay từ đầu học là em đã tự tin là chỉ có mình bị về cái tiếng Anh nên là nhiều khi mình hơi sợ thôi, chứ còn về cái học cái làm dù mình chuyển qua một lĩnh vực mới nhưng mà thật sự là em làm được hết, em không có vấn đề gì. Chung là em thấy ổn với cái việc nấu ăn. Giống như vô mình đi học á, thầy thầy cũng chỉ vô, ví dụ bắt đầu học thực hành ha, là thầy sẽ dạy là giống như mình có cái trong cái từ bếp á, người ta gọi là mise en la đó, là mình chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ á. Thì nói chung là bản thân em á, là khi đi vô học là thường thường em sẽ đi vô sớm khoảng 10-15 phút để phụ các bạn chuẩn bị như thịt cá tôm gì đó, ngày nào mình học cái gì thì mình chuẩn bị rửa, rồi mực thì mình lọc da, rồi này kia mình sơ chế, rồi rau củ quả cái nào cần cắt rễ rửa, rồi chuẩn bị cho hai cái món mà mình sẽ học đó. Thì lúc nào em cũng là một trong những cái thành viên mà mình xông xáo để mình phụ với các bạn chuẩn bị cái khâu đó, để mình biết được là cái nguyên liệu nào tên nó là gì. Rồi em trong quá trình làm đó thì em sẽ cái nguyên liệu của trong cái danh sách của trường đưa cho mình đó là sẽ ghi tiếng Anh, cái món đó tên tiếng Anh, rồi những cái nguyên liệu bằng tiếng Anh thì mình tham gia vào cái khâu chuẩn bị đó. Thì những cái nào mà mình rửa cái nguyên liệu đó mình hỏi với bạn, nào mình không biết thì mình hỏi với bạn tên tiếng Anh của nó là cái gì, để mà mình có thể nắm bắt được hết những cái tên tiếng Anh của cái món, cái nguyên liệu mà mình cần chuẩn bị cho cái món ăn đó. Thì trong quá trình học thì em sẽ chú ý vô là thầy giảng các cái thao tác á, thì mình phải em ghi lại rồi em quay phim lại luôn để mà mình về mình coi lại. Rồi lúc mình chọn nấu món nào thì mình coi lại cái mình đã ghi và cái video luôn, kết hợp hai thứ để mình có thể làm tốt hơn. Thì nói chung là em học như vậy thì em đạt kết quả ok. Thì tới mà cái lúc mà sau khi học hết rồi đó thì mình sẽ có một cái thời gian nghỉ để mình chuẩn bị để mà thi thực hành để thầy cấp cái chứng chỉ Sapa và đếp cho mình á. Thì cũng các bạn rủ nhau để lên trường nấu, thì thật sự là em chỉ chọn 6 món của em thôi. Rồi các bạn á, là các bạn sẽ chọn các món khác, thì cũng có một số bạn là chọn một vài món chung với em vậy đó. Thì mấy bạn thấy thấy em cũng siêng nấu á, mấy bạn hỏi chị biết nấu món này không, ngày đó chị lên hỗ trợ tụi em với, kêu là chị lên chị nấu hai món của chị à, giờ thêm á thì em nguyên liệu em đem lên đi rồi chị coi rồi chị chỉ cho nấu. Là thật sự là cho tới ngày hôm qua em đi gặp mấy bạn còn nói thật sự nhiều khi có mấy món em nấu luôn mà nhờ chị quản chỉ cái biết nấu luôn à. Thì đó mấy bạn hỗ trợ em tiếng Anh thì em hỗ trợ mấy bạn qua lại, vậy thì mình không có nói chuyện được mất gì đây, mình nói hỗ trợ tại vì anh muốn á, nguyên một cái lớp của em á, sau này có thể là lớp tiếng Anh và có thể là lớp lớp nấu ăn, sau này tụi em giữ liên lạc để tụi em có thể qua Úc, nếu cùng bang thì còn gặp nhau
hỗ trợ nhau việc làm nữa. Còn nếu mà ở khác bang thì lâu lâu ví dụ như tới mùa này, mùa hè, mùa holiday thì mình có thể bay qua bay lại, mình chơi với gia đình người ta, em hiểu không? Chứ đâu phải học xong rồi chia tay đi luôn, đúng không? Đó, mình thấy hợp thì mình có thể là giữ liên lạc và mình hỗ trợ nhau bên Úc nữa. Đó. Nhiều khi có bạn qua đây, có mấy bạn làm tiếp cái nghề bếp, có nhiều bạn đâu qua đây kinh doanh rồi làm cái chuyện khác hay sao đó, thì mình học được cái gì đó thì mình học của người ta thôi. Cuộc đời này nó có nhiều người rất là giỏi mà người ta giống như ngọa hổ tàng long vậy đó, thiện tri thức giỏi lắm, nên mình không biết được đâu. Em nói tiếp ý của em đi. À, ngay cả sau khi thi xong thì tụi em sẽ có một cái giai đoạn là quay video để chuẩn bị mình nộp hồ sơ mình TSA. Thì nói chung là cái lúc mà em lên em phụ các bạn kiểu như các bạn nấu để thực hành thi á, thì những cái video, những cái món đó là các bạn sẽ quay video để thi TSA luôn. Nên mấy bạn cứ kêu là chị ơi, ngày đó chị đi lên phụ em nha, giống như làm lên vậy thôi chứ em đâu có phụ gì nhiều, nhưng mà cũng cũng kêu lên vậy đó. Nên thành ra là thường là mình sẽ bắt cặp một một người, hai người sẽ là một nhóm để mà có thể đổi 2 ngày. Nhưng mà riêng em thì em đổi em với một bạn kia rồi, nhưng các bạn khác cũng kêu chị ơi chị lên phụ em nha, là thành ra là em người một bạn phụ em, nhưng mà em là đi em phụ 3 người lần để lên cho các bạn bình tĩnh, các bạn nếu như có gì thì mình hỗ trợ, với lại em rửa chén dọn dẹp rồi mình phụ nhiệt tình lắm. Ở bên trường còn nói kêu trời ơi chị ốm gì mà chị đi bị mấy đứa nó bào á, kêu thôi không sao đâu kệ đi, giúp mấy bạn cũng không có sao đâu, chị thì mất một ngày học anh văn của chị thôi chứ không có gì đâu, nên là chị hỗ trợ các bạn nhiệt tình. Thật sự trong cái bếp em gặp á thì thật sự là cũng đa số là có hỏi thì các bạn cũng kêu là từ từ biết biết anh Tâm á, từ bên nhóm Út Đại Lợi của mình qua á, chứ cũng thì cũng có một số bạn ở ở ngoài thì tự liên hệ với cô Huyền, nhưng mà cũng có một số bạn là từ bên nhóm của mình á, từ bên Út Đại Lợi mình á. Đó, thì mấy bạn qua đây rồi, sau khi ở Việt Nam qua đây rồi thì cần hỗ trợ gì thì anh hỗ trợ tiếp mấy bạn ở bên này. Cần việc làm thì anh hỗ trợ việc làm, anh quen nhiều nhà hàng mà. Còn nếu mà các bạn cần ra, các bạn làm một cái nhà hàng nhỏ nhỏ, bạn buôn bán hay là nấu gì đó, thì sắp tới anh cũng có hướng dẫn thêm một số bạn nữa, thì anh demo cho các bạn thấy trước. Anh có khả năng làm được á, nhưng mà tại vì các bạn không chứng minh cho anh thấy các bạn có đam mê hoặc là các bạn muốn thực sự làm á, chứ các bạn xìu xìu ở làm không có chỉ đâu. Giống như em vậy đó, phải việc của em đâu, phải hỗ trợ với bạn chi, nhưng mà nếu em muốn làm thì anh sẽ chỉ tiếp, đúng không? Dạ. Anh thấy cái gắn của các bạn là anh sẽ chỉ. Còn thấy mấy bạn mà vô học có xìu xìu ở anh học thì cũng không lên lớp, rồi tiếng Anh thì cũng không chịu cố gắng học thì thôi, mấy bạn nó khó khó mà đi đến cuối con đường lắm, lúc nào cũng bỏ cuộc giữa chừng à. Em thấy sao, trung tâm hỗ trợ em sao, cô Huyền hỗ trợ rồi, anh hỗ trợ rồi này nọ đó, em cần tụi anh với chị Huyền giúp cái gì nữa thì em nói để tụi anh biết, để tụi anh giúp tụi em cho nó nhanh chóng, để mà tụi em đạt được cái kết quả của tụi em, và tụi anh giúp tụi em để tụi em đạt cái mục tiêu của tụi em, thì sớm qua đây rồi để tụi em hòa nhập với cuộc sống ở này thì anh mừng hơn. Dạ, nói chung là chỗ anh với các bạn như Liên thì hỗ trợ em cũng nhiệt tình. Nói chung là từng từng cái từ cái lúc mà bắt đầu mà tư vấn tìm hiểu con đường đi này kia, nói chung mình cũng còn có nhiều bỡ ngỡ. Ý cũng nói thẳng luôn là thật sự là người Việt ở Việt Nam mình á, em mấy cái vấn đề mà về đi định cư nước ngoài hay hay này kia á, thì thường anh cũng thấy là nhiều người cũng lừa gạt này kia cũng ghê lắm. Lúc đầu thì em cũng cũng sợ, cũng phải đi tìm hiểu để mình biết là mình trao cái niềm tin cho một cái trung tâm, một cái nơi uy tín. Thì nói chung là lúc đầu mình sợ, nhưng mà sau khi nói chuyện với anh xong, với chị Huyền, rồi trong quá trình mình mấy anh chị hỗ trợ cho em, thì giờ là em cũng nói chung là tin tưởng, là khúc khúc sau tư vấn và bắt đầu học là mình nói chung mình tin tưởng, mình làm là mình sẽ quyết là mình sẽ gắn bó với bên anh với chị Huyền, là tới lúc mà mình đi qua bển xong rồi tới mình sẽ theo luôn, tới cái lúc mà mình có visa quốc tịch luôn. Nói chung là có bất kỳ vấn đề gì cần hỗ trợ liên quan đến các cái vấn đề cần luật sư hay là trong quá trình định cư di trú gì á, là em sẽ gắn bó với anh chị luôn, chứ mình không biết kiểu mà mình đang làm bên đây rồi mình đi qua được rồi cái mình đưa hồ sơ cho cái chỗ khác này kia gì đó. Nói chung là bản thân vợ chồng em là quyết định là anh chị đã giúp mình ở ngay cái giai đoạn đầu mà mình không biết gì hết.
thì mình sẽ gắn bó, mình sẽ ghi nhớ cái công đó mà mình tiếp tục gắn bó tới đến lúc mà hoàn thành luôn, chứ không có chạy chỗ này, không có chạy chỗ kia, không có. Vì thuật toán YouTube rất là thích những cái video có nhiều tương tác, nên bà con giúp Tâm bấm nút like, share, comment những cái suy nghĩ của mọi người dưới phần bình luận để video đến được với nhiều người hơn. Cảm ơn tất cả mọi người.